Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình Video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn học sinh cách cài đặt và hướng dẫn đăng nhập vào lớp học khi sử dụng phần mềm học trực tuyến Chan trên điện thoại Đầu tiên là tải ứng dụng về Các bạn sẽ vào CH Play CH Play Gõ mục tìm kiếm Chan C R A N S Và bấm vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong, các bạn bấm vào mở. Cho phép. Cho phép. Rồi khi mở ứng dụng lên Do Chen đã khóa tính năng vào tự do khi cài đặt tạo phòng học của giáo viên Nên các bạn không thể vào lớp học theo hình thức đó là vào tự do Vậy thì để vào lớp học thì các bạn cần tạo tài khoản Các bạn bấm vào đăng ký tạo tài khoản Để đăng ký tài khoản các bạn sẽ làm theo các bước như này Đầu tiên là nhập email của bạn Nếu bạn nào chưa có email thì các bạn có thể vào web 10 minute mail Email 10 phút ấy, để lấy một mail bất kỳ sau đó các bạn nhập email vào. Tiếp theo là nhập số điện thoại di động. Thì số điện thoại di động của bạn. Sau đó nhập họ tên. Lưu ý là nhập đúng tên bạn để khi các bạn vào lớp học thì thầy cô tương tác với các bạn cho dễ hơn. Bên dưới là nhập mật khẩu. Mật khẩu đây sẽ gồm 6 ký tự. Tiếp theo là nhập lại mật khẩu phía trên một lần nữa. Các bạn nhập vào cho chính xác. Còn hai mục cuối cùng mặc định sẽ để là giáo dục và đào tạo. Và quốc gia là Việt Nam thì các bạn cứ để im. Và ở mục vui lòng xác nhận yêu cầu xác thực với người dùng của bạn thì các bạn sẽ nhấp vào mục phải đăng nhập và sau đó các bạn bấm vào đăng ký. Rồi khi đăng ký các bạn sẽ có tài khoản và bây giờ các bạn sẽ tiến hành đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập bằng cái email hoặc là số điện thoại Nhập số điện thoại cho dễ nhớ Sau đó nhập mật khẩu Bấm vào đăng nhập Và bây giờ Các bạn muốn vào phòng học do giáo viên tạo ra Thì các bạn sẽ bấm vào Học viên Học viên Sau đó Nhập ID Mã ID này sẽ do giáo viên cung cấp cho các bạn Sau đó các bạn sẽ Bấm vào đưa tôi vào phòng họp như vậy là bạn đã được tham gia vào phòng học do giáo viên tạo ra và tiến thành học theo hướng dẫn của giáo viên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hữu ích hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào các bạn.